Thưa quý vị, sau khi cơn bão số 9 có tên là bão Rai đi qua, để lại rất nhiều thiệt hại cho người dân nuôi tôm hùm tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ước tính thiệt hại trung bình của mỗi hộ là từ 100 đến 500 triệu đồng, có hộ thiệt hại đến 3 tỷ đồng. Hàng trăm người dân trắng tay chỉ sau một đêm. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam Bình cho biết, từ 24 giờ đêm 18 tháng 12, hàng loạt cột sóng cao liên tục đánh vào các lồng bè nuôi tôm, bè du lịch của người dân trên đảo Bình Hưng, đã khiến cho nhiều bè tôm bị sóng đánh vỡ, nhiều bè du lịch cũng bị sóng dồn vào nhau. Thống kê sơ bộ, có 90 bè nuôi tôm đủ kích cỡ bị thiệt hại. Chưa tính bè du lịch bị thiệt hại khoảng 120 hộ, ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Hiện địa phương đã thống kê thiệt hại và gửi lên Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh tìm hướng khắc phục. Trước đó, địa phương đã vận động người dân rời khỏi lồng bè vào đất liền nên không có thiệt hại về người. Hiện khu vực đảo Bình Hưng có 1.200 hộ, thì có đến 90% là hộ nuôi tôm hùm. Đây cũng là đảo du lịch thu hút hàng ngàn lượt khách ghé đến mỗi năm. Theo nhiều hộ dân trên đảo, cơn bão số 9 ập đến đã cuốn trôi hàng ngàn con tôm hùm đang thả nuôi. Nhiều gia đình lâm cảnh trắng tay.